gặp lại người đàn ông 17 năm ôm xác của vừa ngủ. Trong suốt 17 năm qua, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam luôn ôm bức tượng thạch cao, được cho là có hài cốt của vợ bên trong để ngủ hàng đêm. Đến huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hỏi thăm về người đàn ông ôm xác vừa ngủ, thì dường như ai cũng biết, đó chính là ông Lê Vân, sinh năm 1953, ngụ tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Gặp chúng tôi, ông Vân cho biết gần 2 năm nay, dù bị bệnh đau phải ngồi xe lăn nhưng mà hàng ngày ông vẫn chăm chút, ôm bức tượng thạch cao mang hình hài của người vừa quá cố để ngủ. Chậm rãi xoay chiếc bánh xe lăn, ông Vân dẫn chúng tôi vào căn phòng tối được che phủ bằng bức vải rèm. Trên chiếc giường ngũ bức tượng bằng thạch cao trông khá giống hình hài một người phụ nữ với đầy đủ các bộ phận trên người, được đặt nằm ngay ngắn khiến cho chúng tôi có chút thoáng dịch mình khi vừa nhìn thấy đúng như ông Vân nói, hàng ngày ông vẫn chăm chút người vợ mình, nên trên bức tượng không hề dính một chút bụi bặn. Dường như quá quen thuộc, nên đứa cháu ngoài của ông Vân nhảy lên ngồi trên thanh bức tượng, vui đùa với bà ngoại. Chuyện ông Vân đào thi hài của vợ lên, bò vào trong bức tượng thạch cao rồi ôm ngủ hàng đêm đã khiến cho dư luận rúng động trong thời gian dài. Ông Vân kể rằng, năm 1975, sau khi đi quân diệt về. Được sự mai mối của gia đình, ông Vân và bà Phạm Thị Rang sinh năm 1950 nên duyên vợ chồng. Cuộc sống càng được nhân lên khi bảy đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống tuy có bộn bề vất vả nhưng khá ấm áp và luôn đầy ấp tiếng cười. Cho đến một ngày vào đầu tháng 2 năm 2003, trong lúc ông Vân đang làm thuê ở Gia Lai, thì nhận tin bà Rang đột ngột qua đời vì bảo bệnh. Tức tóc bắt xe về quê, Ông Vân chỉ kịp nhìn vợ trong ít phút trước khi thi hài được đưa xuống phần mộ. Kể từ đó đêm nào tại khu nghĩa trang thị trấn Hà Lam cũng xuất hiện bóng dáng một người đàn ông ngồi thảnh thờ bên đóng lửa cạnh phần mộ mới đắp. Ông Vân nói rằng sau đó vì quá nhớ thương vừa nên ông đã đào một đường hầm vào trong huyệt mộ để ngủ cùng. Tuy nhiên sau đó con cái của ông phát hiện và ngăn cản không cho ông xuống dưới mộ ngủ cùng với vợ bị ngăn cấm, ông Vân tìm cách để được ở bên vợ nhưng đều bị con cái phản ứng. Vào một đêm mưa giữa tháng 11 năm 2004, ông đã âm thầm vác cuốc xèn ra nghĩa địa, đào bộ hài cốt của vợ lên, rồi gói trong một bào vải và giấu trong một bụi cây gần khu mộ. Sau đó, ông Vân bí mật đắp một pho tượng bằng thạch cao và xi măng có vóc dáng giống như người vợ quá cố của mình. Không chỉ vậy, ông còn mua thêm quần áo, tô son phấn, sơn móng tay, móng chân cho hình nhân vô trí ấy. Sau khi làm xong bức tượng, ông Vân còn bỏ hai cốt của vợ vào bên trong và mang về đặt lên trên chiếc giường để ôm ngủ hàng đêm. Khi biết sự việc, con cái ông phản ứng gầy gắt, thậm chí từ mặt ông, nhưng vẫn không thể le chuyện người đàn ông này. Thời điểm đó khi báo chí thông tin chính quyền địa phương đã làm nhiều cách yêu cầu ông Vân đưa thi hài của vợ an táng trở lại, nhưng ông Vân không chịu. Ông Vân nói rằng vì quá thương nhớ vợ mình, ông mới làm cái việc mà nhiều người gọi là điên rồ như vậy. Trong bức tượng có hài cốt của bà ấy, tôi vẫn ồn ngủ hàng đêm, ông Vân nói. Trong nhà ông Vân hiện nay vẫn còn rất nhiều những kỷ vật của người vợ quá cố để lại, ông Vân luôn cách giữ cẩn thận. Bức ảnh chụp hai vợ chồng ông Vân cũng được ông treo trang trọng ngay giữa dàn nhà